Sau gần nửa năm xảy ra vụ đánh bom tại Bangkok, Thái Lan, hai thủ phạm liên quan đến vụ việc đã chính thức bị tòa án quân sự nước này tuyên án vào ngày 15 tháng 2. Hai đối tượng Bilal Mohammad và Mirali Yusufu đã bị tòa án quân sự Bangkok cáo buộc với 10 tội danh, bao gồm giết người, tàn trữ vũ khí trái phép và gây nên vụ nổ bom ở đền Irawan hồi tháng 8 năm ngoái, khiến 20 người chết và khoảng 120 người bị thương. Lần theo hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận một người đàn ông mặc áo vàng mang ba lô bỏ lại hiện trường vụ đánh bom, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Bilal Mohammad tại một căn hộ ở Bangkok hai tuần sau vụ việc. Thủ phạm còn lại là Mirali Yusufu bị bắt tại biên giới Thái Lan Campuchia. Cả hai đối tượng đều là người duy ngôn nhĩ vùng Tân Cương Trung Quốc và theo đạo Hồi. Vụ đánh bom không liên quan đến bất kỳ nhóm khủng bố nào. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây chỉ là hành động trả đũa cho cuộc truy quét chống nạn buôn người của cảnh sát nước này. Đồng thời, cảnh sát nước này cũng bác bỏ bất cứ liên quan nào giữa vụ đánh bom với việc trục xuất 109 người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tháng 7 2015. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất lịch sử Thái Lan từ trước đến giờ. Cảnh sát đã ban bố lệnh bắt giữ 17 đối tượng liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, phần lớn nghi phạm đã trốn ra nước ngoài.